của hội thao chúng ta là Challenge Our Limits. Chúng tôi mong muốn là tất cả anh chị em hôm nay sẽ phát huy cái tinh thần vượt qua tất cả mọi giới hạn trong thể thao và tiến tới là kỷ nguyên mới, chúng ta sẽ đột phá và dẫn đầu kỷ nguyên số. Xin chào mừng tất cả anh em đã tới hội thao ngày hôm nay.